Tử vi tuổi Bính Tý sinh năm 1996 Nam Mạng, năm 2022, vận may liên tiếp kéo tới, giàu nhanh chóng mặt. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt. Quý vị thân mến, năm vừa qua là một năm không mấy may mắn với tuổi Bính Tý, sinh năm 1996 Nam Mạng. Vậy nên, qua việc xem tử vi năm 2022 cho những người tuổi Bính Tý, sinh năm 1996 Nam Mạng sẽ giúp quý vị có được cái nhìn tổng quát về vận hạn của mình trong năm 2022 để từ đó đưa ra cho mình những kế hoạch hành động chính xác và đầy đủ nhất. Thưa quý vị, trong cuộc đời, đôi khi không được theo ý muốn của mình, nhưng không vì thế mà mình mất đi động lực trong cuộc sống. Thất bại hay khó khăn chỉ là những thử thách của cuộc sống giúp chúng ta lớn lên. Vậy nên gia chủ tuổi Bính Tý đừng vì quá khứ đau buồn mà quên đi tương lai tốt đẹp của chính mình. Qua phần luận giải về tử vi tuổi Bính Tý sinh năm 1996 trong năm 2022 Nhâm Dần sẽ giúp cho quý vị thay đổi vận mệnh để có được bước đi đúng đắn trong tương lai. Đồng thời, qua phần luận giải này, thầy Gia Cát cũng sẽ chỉ cho quý vị cách hóa giải về vận hạn đơn giản nhất giúp cho quý vị có được cuộc sống may mắn và tài lộc. Và ngay sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về lá số tử vi của tuổi Bính Tý sinh năm 1996 Nam Mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tử vi tuổi Bính Tý sinh năm 1996, năm 2022 Nam Mạng, cuối năm có hỷ sự. Tử vi tuổi Bính Tý 1996, năm 2022 Nam Mạng, tính đến thời điểm năm Nhâm Dần 2022, hầu hết những Bính Tý đều có công việc ổn định, vận trình rất tốt. Tử vi tuổi Bính Tý 1996 năm 2022 Nam Mạng tổng quan. Tử vi tuổi Bính Tý sinh năm 1996 năm 2022 Nam Mạng không bị ảnh hưởng từ sao Thái Tuế nhưng sẽ bị các hung tinh khác quấy chiếu vào năm. Năm này các tinh có ập đến cũng chỉ là thoáng qua. Về cơ bản mà nói thì Bính Tý năm nay sẽ nằm tốt xui xẻo. Tuy nhiên, càng được nhiều may mắn, nhất là về sức khỏe và tài lộc, người tuổi Tý càng dễ bị các sao hung tinh chiếu mệnh. Năm Nhâm Dần, tuổi Bính Tý sẽ gặp hung tinh Thiên Cầu và Điếu Khách. Về sự nghiệp, người tuổi Tý có thể được bát tọa các tinh phù trợ, nên vận trình công việc của bạn năm Dần khá tốt. Về cảm xúc, trạng thái thì ở mức trung bình, phát triển ổn định, không phải lo nghĩ quá nhiều. Vậy nên những gia chủ tuổi Bính Tý cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để hóa giải. Kim bài thái tuế là vật phẩm hàng đầu để hóa giải hạn thái tuế. Năm 2022 Nhâm Dần, thái tế tinh quân là hạng ngạc đại tướng quân cai quản. Mặt trước kim bài có in hình thái tuế, mặt sau là lệnh phù thái tuế của năm. Mang theo kim bài bên mình sẽ có được thái tuế tương trợ, giúp cho vận trình của năm được hanh thông và thuận lợi. Sự nghiệp. Tính đến thời điểm năm Nhâm Dần 2022, hầu hết những người tuổi Bính Tý đều có công việc ổn định, vận trình rất tốt, được bát tọa tinh quân chiếu mệnh. Người tuổi Tý có cơ hội gặp được quý nhân trong năm Dần, nhất là dân văn phòng, làm nơi công sở, dễ được tiền bối hoặc số quý nhân cao cấp quan tâm, nâng đỡ. Đồng thời, với sự trợ giúp của các sao may mắn, người tuổi Tý đang làm việc mới cũng sẽ có rất nhiều cơ hội việc làm trong năm Dần. Nắm bắt được nó, bạn sẽ bứt phá được. Bính Tý có được cơ hội đạt được thành công trong một lần ngã sấp mặt. Nhanh chóng được thăng tiến trong sự nghiệp. Năm 2022, người tuổi Bính Tý có thể đi chùa đầu năm, chăm phóng sinh để thành công trong sự nghiệp, thành công doanh toại, gia đình thịnh vượng. Tài vận. Vận trình tài lộc của người tuổi Bính Tý sinh năm 1996 cũng không mấy lạc quan, bị sao hung tinh chiếu mệnh ở tuổi 26, bạn có khả năng sẽ phá sản và thất thoát tiền bạc rất cao trong năm Nhâm Dần 2022. Không những vậy, dưới ảnh hưởng của sao hung tinh Thiên Cầu, vận trình kiếm tiền của những người tuổi Tý không được khả quan. Năm nay, vận may sự nghiệp tuy có cải thiện nhưng mức lương không đáng kể. Tuổi Tý thường dễ gặp thất bại trong quản lý tài chính do chưa có kinh nghiệm quản lý tài chính, dễ mà làm ăn thua lỗ. Vì vậy, vận trình tài lộc của người tuổi Tý trong năm Dần không được lý tưởng. Bạn cần phải nỗ lực hơn nữa để cải thiện tài vận của mình. Tý có thể xem màu sắc hợp mệnh để hóa giải sự rò rỉ của cải.
cầu tài lộc trong năm mới, gia tăng hạnh phúc. Để cho tài lộc và sự nghiệp được thuận lợi, bình an trong năm 2022 Nhâm Dần, những gia chủ tuổi Bính Tý cần phải mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, sử dụng lục tự đại minh chú và thần chú bát nhã tâm kinh, giúp cho gia chủ được tịnh tâm. Khi đó sẽ đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn trong năm 2022 Nhâm Dần, từ đó gia tăng tài lộc và con đường quan vận cũng ngày càng thăng tiến. Tình cảm, tử vi tuổi Bính Tý sinh năm 1996, năm 2022 Nam Mạng cho biết, vận trình tình cảm của nam Bính Tý trong năm 2022 khá ổn định. Trong năm nay, mặc dù người tuổi Tý bị các sao hung tinh quấy phá rất nhiều, nhiều hơn năm cũ, nhưng xét cho cùng, các sao này chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc của người tuổi Bính Tý, chứ ít ảnh hưởng đến vận trình tình cảm của bạn. Mối quan hệ giữa nam Bính Tý với nửa kia ngày càng ổn định, về cơ bản sẽ không có gì to tát xảy ra. Nhiều bạn thắng duyên thậm chí sẽ kết hôn trong năm nay. Đây cũng được coi là lối đi mới của Bính Tý. Còn đối với người độc thân thì sự nghiệp phát triển, tình duyên nằm ở mức trung bình. Cần phải chú trọng đến sức khỏe và sự nghiệp của bản thân nhiều hơn, tình yêu thì nên thuận theo số mệnh. Mặt quan hệ xã hội khá lận đận, nam mệnh Bính Tý dễ bị lắm kẻ gian ghen ghét, lăm le, hãm hại, khiến nhiều bạn bị khủng hoảng tâm lý. Nam Bính Tý nên cố gắng kiệm lời trong giao tiếp với người khác, không tỏ ra quá khoe khoang, nếu không họ sẽ dễ khơi dậy sự bất mãn và gây ra những điều xui xẻo cho chính bạn. Sức khỏe, trong năm Nhâm Dần 2022, người tuổi Chuột sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi các hung tinh, sức khỏe đáng lo ngại. Thường xuyên gặp phải những chuyện thị phi, đau ốm vặt, cơ thể thường xuyên khó chịu, đi chơi dễ gặp tai nạn xe cộ, đuối nước và các thảm họa tự nhiên nhân tạo khác dễ đến với bạn. Vì vậy, nam Bính Tý sinh năm 1996 nên chú ý đến an toàn cá nhân của mình một chút. Bạn nào đi ô tô có thể dùng tượng Phật hoặc bùa bình an trên xe như một vật trang trí mang đến điểm lành cho xe. Cầu đi đường bình an, thuận lợi. Bên cạnh đó, gia chủ cũng phải luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp thân Tý Thìn. Đây chính là pháp khí phong thủy được chế tác dựa vào bộ tam hợp của gia chủ tuổi Bính Tý. Mang theo pháp khí này sẽ giúp hóa giải thị phi, tăng cường sức khỏe, đồng thời chiêu mời quý nhân giúp đỡ, khiến cho mọi việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc ùn ùn kéo về. Hung cát. Năm 2022, nam Bính Tý không dính hạn thái tuế, tuy nhiên tuổi này vẫn bị hung tinh thiên cầu và điếu khắc chiếu vào mặt sức khỏe và tình cảm. Năm nay nên chú ý mồm mép, chớ ba hoa khoe khoang, không được tham gia các trò chơi đỏ đen. Bên cạnh hung tinh thì nam Bính Tý cũng có cát tinh bát tọa hộ mệnh, nên người tài lộc sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Tử vi từng tháng. Tử vi tuổi Bính Tý sinh năm 1996, năm 2022 Nam Mạng từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1 năm 2022, bạn tròn 26 tuổi. Tháng 1 âm lịch là tháng may mắn của bạn, báo hiệu một năm suôn sẻ. Không khí Tết Nguyên Đán và hơi thở mùa xuân chuyển may mắn cho nam tuổi Bính Tý trong tháng 1. Bạn có thể gặt hái được nhiều điều bất ngờ từ cuộc sống của mình, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán. Nhiều người tuổi Tý về thăm nhà cũng có thể nhận được phong bao lì xì và quà Tết từ những người lớn tuổi, điều này rất tuyệt vời. Tháng 2, trong tháng 2 âm lịch, Tý sẽ gặp khó khăn về mặt tài chính, sức khỏe. Bị ảnh hưởng bởi dư âm của Tết nên nhiều người sống khá thoải mái, lười vận động, chế độ ăn uống nhiều đồ chiên rán, thịt cá nên sinh ra nóng trong, nhiệt miệng, dạ dày và sốt. Bính Tý nên chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe của bản thân trong tháng 2, uống nhiều nước, cố gắng ăn nhiều rau củ quả, không ăn vặt và đồ ăn nhanh để làm tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn. Tháng 3, tình hình sức khỏe của người tuổi Tý trong tháng này vẫn không được lý tưởng. Dưới sự tấn công của sao hung tinh điếu khách, người tuổi Tý dễ bị tai nạn chảy máu và bị thương trong tháng này. Đặc biệt, một số người thuộc tầng lớp lao động rất dễ bị tai nạn đi lại trên đường làm việc. Vì vậy, tuổi Tý nên chú ý hơn đến an toàn cá nhân trong tháng 3, nhất là khi tham gia giao thông và đi lại, đề cao cảnh giác để tránh tai họa. Tháng 4, tình hình của người tuổi Tý trong tháng 4 âm lịch tương đối bình thường, mặc dù ảnh hưởng của các sao hung tinh trong tháng này không nhiều, nhưng do tiết thanh minh có xu hướng mang lại không khí tương đối tiêu cực cho người tuổi Tý, nên hầu hết người tuổi Tý chịu ảnh hưởng của năng lượng tích cực, mọi mặt đều sa sút, vận trình tài lộc khó được cải thiện.
tháng 5 bị ảnh hưởng bởi sao hung tinh Thiên Cầu. Vận trình tài lộc của người tuổi Tý rất tệ trong tháng 5. Họ thường bị gặp tổn thất về tài chính. Nam Bính Tý dễ đối mặt với nguy cơ bị lừa đảo khi đầu tư. Vì vậy, người tuổi Tý nên tự bảo vệ tài sản của mình trong tháng này. Cố gắng không đụng chạm tài chính càng ít càng tốt nếu không cần thiết, tránh những điều tổn thất không đáng có khi bị lừa gạt rất dễ xảy ra. Vận trình tháng 6. Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tý trong tháng 6 khá tốt nhờ được sao may mắn bát tọa chiếu mệnh. Hiệu quả công việc của người tuổi Tý được cải thiện, làm việc trong công ty lúc nào cũng cảm thấy thoải mái. Nhưng khối lượng công việc nhiều và khó khăn trong tháng này cũng không hề kém cạnh. Mấy việc lớn tương đối dễ dàng. Đối với người tuổi Chuột, họ không chỉ đạt thành tích xuất sắc vào cuối tháng, thậm chí còn được dự đoán có khả năng tăng lương và thăng chức. Tháng 7, các mối quan hệ cá nhân của người tuổi Tý sinh năm 1996 khá tốt trong tháng này, được thúc đẩy và ban phước bởi những ngôi sao tốt lành. Tuổi Tý có thể gặp được rất nhiều người bạn tâm giao trong cuộc sống. Đồng thời, qua sự mai mối của bạn bè, các mối quan hệ của người tuổi Tý cũng mở rộng hơn rất nhiều. Tháng 6 là một tháng để kết bạn, thoát ế. Tháng 8, tài lộc và tinh thần của người 26 tuổi không mấy khả quan trong tháng 8 âm lịch. Bị ảnh hưởng bởi thời tiết oi bức, người tuổi Tý dễ rơi vào trạng thái buồn ngủ hoặc kiệt sức. Không chỉ vậy, tuổi Tý vốn ham lạnh, sợ nóng, còn có thể mắc các bệnh về đường tiêu hóa trong tháng này do lười vận động và ăn quá nhiều đồ sống, lạnh. Vì vậy, bạn nên chú ý nghỉ ngơi hợp lý, nhưng vẫn duy trì chế độ ăn uống hợp vệ sinh, lành mạnh. Tháng 9, vận trình tình cảm của người tuổi Tý rất lạc quan trong tháng này. Trong thời kỳ xương trắng, người Chuột Bính Tý có nhiều năng lượng tích cực, mặt quan hệ tình cảm thường gặp nhiều may mắn, người độc thân dễ tìm được ý trung nhân. Sự quyến rũ của Tý được tăng lên rất nhiều, làm người khác phái phải theo đuổi. Tháng 10, người tuổi Tý có vận trình sự nghiệp ở mức trung bình trong tháng này, tuy nhiên các sao hung tinh chiếu tới rất dữ dội. Đặc biệt là ảnh hưởng của hung tinh không chỉ gây nguy hiểm cho sức khỏe tài lộc của người tuổi Tý mà còn ngay cả sự nghiệp cũng có thể bị ảnh hưởng rất nặng nề. Trong tháng 10, người tuổi Tý sẽ dính hung tinh ở nơi làm việc chủ yếu là về mặt giao tiếp. Người tuổi Tý nên hết sức tiết chế khi ở cơ quan, hạn chế nóng nảy. Tháng 11, vận trình tài lộc của người tuổi Tý tăng lên trong tháng 11. Trong năm nay, người tuổi Tý tuy bị ảnh hưởng bởi các sao hung tinh nhưng may mắn thay, thông qua nỗ lực không ngừng của bản thân, vận may tiền bạc của người tuổi Tý cuối cùng cũng được cải thiện, đặc biệt là về công việc. Do sự nghiệp đang lên cho nên thu nhập của người tuổi Tý cũng được cải thiện. Tháng 12, vận trình tình cảm của người tuổi Tý rất khả quan trong tháng 12. Mặc dù cuối năm có một chút bận rộn, nhưng tuổi Tý không chỉ phải giải quyết chuyện công việc mà còn san sẻ một phần trách nhiệm trong gia đình. Cuối năm là thời điểm để bạn hàn gắn tình cảm với tất cả mọi người trong nhà. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về đã số tử vi của tuổi Bính Tý sinh năm 1996 trong năm 2022. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm mới. Rất cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn vào đăng ký theo dõi kênh và chạm vào tín hiệu quả chuông để luôn là người đầu tiên cập nhật được những thông tin hữu ích về tử vi và phong thủy quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.